Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình thực hiện video này là để tố cáo cái hành động nói xấu Bác Hồ của giáo sư Hoàng Chí Bảo. Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã có một cái hành động đó là phỉ báng Hồ Chí Minh. Cho nên là mình làm video này để mình tố cáo giáo sư Hoàng Chí Bảo đó. Bây giờ là mời các bạn theo dõi cái đoạn video của giáo sư. Hóa ra trong cái thế giới nhân loại này chỉ có hai người thôi các đồng chí, hai người có những sự trùng hợp rất là thiêng liêng về mặt sự kiện. Một là Tổng thống Mỹ Joseph Jefferson, hai là Bác Hồ của chúng ta. Các bạn nghe lại giùm mình cái tờ chỗ này coi. Một là Tổng thống Mỹ Joseph Jefferson. Là sao? Trời ơi, cái tên người ta mà giáo sư đọc, để nghe lại lần nữa nha. Một là Tổng thống Mỹ Joseph Jefferson. Trời ơi là trời. Cái ông này ông tên là Thomas Jefferson. Đọc lại nè, Thomas Jefferson. Trời ơi, cái gì mà Joseph và Jefferson gì đây? Joseph gì đâu đấy? Cái chữ đó là Thomas Jefferson. Bây giờ nè, giáo sư mà không biết đọc á thì giáo sư làm ơn, thấy không? Giáo sư vào cái Google, thấy không? Vào cái Google dịch á, rồi Google dịch người ta đọc cho. Bây giờ hướng dẫn cho giáo sư vào Google dịch nha. À, giáo sư đánh chữ google.com, thấy không? Rồi giáo sư vô đây nè. Đó, vào là translate. À, rồi giáo sư đánh cái tên là Thomas, thấy không? Thomas Jefferson. Đó, đánh cái tên ta đàng hoàng. Xong rồi bây giờ giáo sư muốn nghe thì giáo sư bấm vào cái nút lo nè, bấm nút lo này, nó đọc cho giáo sư nghe. Thomas Jefferson, thấy không? Nó đọc là Thomas Jefferson. Nè, bây giờ bấm thêm một lần nữa, nó đọc chậm cho giáo sư nghe nè. Để nhiều khi á là giáo sư già rồi, tai điếc, nghe không rõ, thì bây giờ giáo sư bấm lại lần nữa, nó đọc chậm cho nghe. Thomas Jefferson. Không, nó đọc là Thomas Jefferson. Không, rõ ràng. Đừng có đọc là Joseph V. Samson nữa nha. Mắc ối lắm. Trời ơi, mình tự xưng mình giáo sư mà mình đọc thế này thì như thể là giáo sư đang đọc tiếng Nga. Rồi chúng ta coi tiếp coi giáo sư nói gì đây. Một là Tổng thống Mỹ Joseph Jefferson, hai là Bác Hồ của chúng ta, đều là tác giả tuyên ngôn độc lập của nước mình và cũng đều mất vào ngày quốc khánh. Tổng thống Mỹ Joseph Jefferson là một nhà văn. Trời ơi, nói giáo sư bao nhiêu lần rồi, là Thomas Jefferson, cứ Joseph Jefferson hoài, nãy giờ hai lần rồi nha, để ý rồi đó. Tổng thống Mỹ Joseph V. Jefferson là một nhà văn. Nãy giờ tới hai lần mà Joseph V. Jefferson, ta đọc là Thomas Jefferson nha, nhớ nha. Trời ơi là trời, đi học trò lại đi. Tổng thống Mỹ Joseph V. Jefferson là một nhà văn, một triết gia và một chính khách. Ông đã hai nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Ông đã từng là tác giả của tuyên ngôn độc lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trời ơi, làm ơn, Hợp Trung Quốc. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, trời ơi, cứ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, không biết giáo sư học cái gì mà bây giờ giáo sư, cái tên đất nước người ta mà giáo sư cũng nói sai nữa, Hợp Trung Quốc nha, chủng đâu đây, chủng, trời ơi. Ông đã từng là tác giả của tuyên ngôn độc lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, và ông cũng chút hơi thở cuối cùng vào ngày quốc khánh của Mỹ, ngày độc lập. Nhân vật thứ hai là Bác Hồ của chúng ta. Bác viết tuyên ngôn độc lập để khai sinh cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cáo chung cái chế độ thực dân ngót một thế kỷ, mở ra cả một thời đại mới huy hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam mà Đảng ta gọi là thời đại Hồ Chí Minh. Bác cũng mất vào ngày quốc khánh. Chúng ta đều biết cả, mùng 2 tháng 9 năm 69. Còn lúc bấy giờ đấy, trong một cái bầu không khí đau đớn, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, Đảng ta họp hội nghị trung ương bất thường ngay sau khi Bác mất, mùng 3 tháng 9 mà, để bàn về lễ quốc tang cho Bác. Trong cái nỗi đau đớn ấy,
Đảng đặt vấn đề là không để nhân dân quá đau đớn ngày lễ và ngày tang nó trùng nhau, mà lại để tang bác suốt một tuần lễ trong hình thức quốc tang. Cho nên Trung ương lúc bây giờ thống nhất thông báo cho toàn đảng, toàn dân biết là bác mất vào mùng 3 tháng 9. Chứ thực ra là bác mất từ mùng 2, tức là trùng với ngày quốc khánh. Cái năm ấy đấy, ngày lễ và ngày tang là trùng nhau. Ây nè, cái chỗ này nè. Cái chỗ này mà giáo sư nói như vậy thì hóa ra là giáo sư đang bêu ríu là Trung ương đảng. Rõ ràng giáo sư đang bêu ríu Trung ương đảng. Giáo sư nói rằng là Trung ương đảng là xạo. Thấy không? Giáo sư nói như vậy chẳng khác nào là giáo sư nói Trung ương đảng rồi là ban tuyên giáo là nói dốc, nói láo. Thấy không? Giáo sư nói là bác mất ngày 2 tháng 9 mà cuối cùng là Trung ương đảng thông báo ngày 3 tháng 9. Vậy hóa ra là Trung ương đảng xạo không? Đã. Như vậy là giáo sư đang bôi nhọ Trung ương đảng. Giáo sư đang phỉ báng Trung ương đảng và ban tuyên giáo. Giáo sư nói rằng là ban tuyên giáo là xạo, là dốc. Thế thì còn ai mà tin vào Trung ương đảng nữa? Mà nếu người ta không tin vào Trung ương đảng là người ta sẽ moi móc ra, người ta coi coi những gì Trung ương đảng nói là thật hay xạo. Thấy không? Giáo sư đang ám chỉ là Trung ương đảng lừa đảo đấy giáo sư à. Phải đến 20 năm sau, bác mất năm 69, phải 20 năm sau, đến năm 1989 các đồng chí nhé. Trong cái dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác, thì đảng ta đứng đầu lúc bây giờ là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ký một thông cáo đặc biệt gửi toàn đảng, toàn dân và cũng là thông báo cho bạn bè quốc tế biết sự thật về ngày giờ mất của bác. 9 giờ 47 phút sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 69. Như vậy là một lần nữa giáo sư đang chửi Trung ương đảng lừa dối nhân dân. Lừa dối nhân dân đến 20 năm trời à. Rồi là mãi đến là năm 1989 thì Trung ương đảng mới thú nhận cái sự nói dối của Trung ương đảng. Thì giáo sư đang ám chỉ là Trung ương đảng nói xạo, lừa dối nhân dân, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Như vậy khác nào là giáo sư đang phỉ báng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phải không? Cho nên giáo sư hãy coi lại cái hành động của giáo sư đi nha. Là chẳng khác nào giáo sư nói là Trung ương đảng là đang phụ lòng nhân dân à, dối gạt nhân dân, làm cho nhân dân người ta hiểu sai về cái ngày mất của bác Hồ. Rồi là nhân dân người ta làm đám giỗ bác ngày nào, người ta làm sai đám giỗ, đúng không? Giáo sư nói là Trung ương đảng công bố sửa đổi như vậy, có phải là nhân dân sẽ là không biết là làm đám giỗ bác là ngày nào? Giáo sư nói là đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Có nghĩa là giáo sư nói rằng nhân dân rất là kính yêu bác. Mà kính yêu thì thế nào nhân dân người ta cũng làm đám giỗ. Làm đám giỗ rồi bác về bác đâu có ăn được. Làm sai ngày, rồi quỷ nó ăn. Thấy không? Cho nên là giáo sư hãy coi lại cái lời nói của giáo sư. Giáo sư đang phỉ báng Trung ương đảng, phỉ báng Bộ Chính trị, phỉ báng cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phỉ báng ban tuyên giáo đó. Giáo sư hãy xem lại đi nha giáo sư. Khi mà nhân dân mà người ta làm đám giỗ sai ngày như vậy, tiền âm phủ, tiền địa ngục á, người ta đốt xuống dưới, thì làm sao bác nhận được? Bởi vậy cũng vì cái miệng của giáo sư mà bây giờ nó lộn cào cào lên hết, tùm lum tùm la hết. Rồi bây giờ là giáo sư làm cho là nhân dân rất là hoang mang. Nhân dân chẳng những là hoang mang về cái ngày mất đó, cái năm mất của bác Hồ, mà nhân dân người ta sẽ còn hoang mang cả cái năm sinh của bác Hồ nữa. Đó. Thấy không? Ta lên Google ta tìm là Hồ Chí Minh. Bây giờ ta tìm Hồ Chí Minh nè. Đó, lên Google để tìm coi sao. Thấy không? Bây giờ đây là cái kết quả mà mình tìm cái từ khóa là Hồ Chí Minh. Đó, ở đây ghi nè. Ngày 19 tháng 5 năm 1890. Đó.
Như vậy thì bây giờ cái tấm hình này là như thế nào đây? Cái tấm hình này thì lại ghi là ngày 15 tháng 1 năm 1894. Ba hồi là năm 890, 1890. Rồi ba hồi là 1894. Thấy không? Nếu như mà giáo sư không có nói về cái vấn đề ngày mất của Bác Hồ thì người ta đâu có lên mạng người ta tra cái ngày sinh. Cũng tại giáo sư moi móc ra làm chi, cho bây giờ người ta moi ra cái ngày sinh của Bác Hồ rồi người ta thấy nó tùm lum như thế này. Ba hồi là 1890, ba hồi là 1894. Thấy không? Giáo sư moi móc ra, đây là cố tình. Giáo sư đang âm mưu cái gì mà giáo sư cố tình moi móc ra để cho người ta đi tìm hiểu như vậy? Cái chuyện mà nó tùm lum như vậy á, là đáng lẽ là người ta giấu nhẹm đi. Cũng tại giáo sư moi móc ra cho nên bây giờ mọi người thấy rất là quan mang. Đó. Rồi bây giờ sao đọc tiếp coi. Nè. À. Mất nè. Mất vào ngày 2 tháng 9. Đó. Năm 1969. Cao 1m65. Đó. Rồi. Vợ. Vợ này Chen Su Ming. Dịch là Tăng Tiết Minh là sao? Có phải không? Cái này cũng tại giáo sư. Giáo sư á, làm cho người ta phải lên trên mạng người ta tra. Rồi bây giờ lòi ra thêm cái bà vợ này là sao? Bác Hồ là người ta đâu có vợ đâu. Bác Hồ là không có vợ. Phải không? Ban tuyên giáo nói như vậy. Bộ chính trị nói như vậy. Trung ương đảng nói như vậy. Rồi bây giờ tự nhiên á, là bây giờ là nói là Bác Hồ có vợ được tùm lum trên đây nè. Cũng do là giáo sư đó. Làm loạn cầu cào lên hết ráo. Đó. Bây giờ nhấp vô coi. Nhấp vô cái bà vợ này coi làm sao. Có thiệt không? Đó. Đây. Hình ảnh được tùm lum đây nè. Tăng Tiết Minh này nè. Đó. Chen Siêu Minh. Đó. Bây giờ coi Google nó đọc cái tên này đọc sao đây. Phải đọc sao? Trần Khơ Minh. Đó. Ghê không? Rồi bây giờ là giáo sư làm cho học sinh cả nước hoang mang. Học sinh cả nước đã học thuộc lòng là Bác Hồ tên là Nguyễn Sinh Cung, con của cụ Nguyễn Sinh Sát, mẹ là bà Hoàng Thị Loan. Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890. Ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911 từ bến Nhà Rồng. Học sinh nó học thuộc lòng như vậy rồi. Bây giờ giáo sư làm nó hoang mang, nó lên mạng, nó sợt, nó tra ra tùm lum tùm la nè. Lộ hết ráo rồi. Bởi vậy mấy cái chuyện nó tùm lum như vậy, thông tin nó quá nhiều như vậy à, là người ta giấu nhẹm đi. Giáo sư tật, giáo sư kỳ cục và giáo sư moi móc ra. Bởi vậy cái miệng cứ bô bô ra. Làm như hay lắm vậy đó. Giáo sư đang cố tình đang chân sỏ phải không? Đang moi móc rồi đầu tư quá khứ phải không? Đó. Tật giáo sư kỳ cục lắm đó nha, giáo sư hãy coi lại mình đi. Mà đây là chuyện may sao khi bác sống ra còn kịp hỏi bác. Và bác xác định là đúng. Là đúng tức là chân thật. Nhờ giỏi ngoại ngữ mà bác thoát hiểm rất nhiều phen. Thậm chí thoát cả nghèo khổ. Có cơ hội làm giàu bác cũng tận dụng ngay, không bỏ lỡ. Ở Paris thất nghiệp nghèo lắm. Mỗi bữa có một cái mẩu bánh mì, một con cá nướng, một cái viên gạch bọc trong giấy báo để dưới lò sưởi, chống chọi cả giá lạnh mùa đông. Cái này là giáo sư không có đi học rồi. Giáo sư ăn nói tầm bậy tầm bạ. Thấy không? Có nghĩa là cái viên gạch này á, là cái viên gạch mà bác bỏ trong cái lò. Thấy không? Bác bỏ trong cái lò nóng như cái lò vậy đó. Thấy không? Rồi sau đó là bác mới đem cái viên gạch đó bác bọc trong giấy báo, bác đem về. Rồi bác đem về bác mới cầm cái viên gạch đó đó, bác chà lên cái tấm nệm cho nó ấm cái tấm nệm, rồi bác bỏ cái viên gạch đó dưới cái tấm nệm cho nó ấm bác nằm. Còn bây giờ giáo sư nói rằng là bác có một cái viên gạch bọc trong giấy báo rồi để dưới lò sưởi.
Có phải là dấu là ý của giáo sư là giáo sư đang phỉ báng Bác Hồ, giáo sư nói Bác Hồ là Mỹ khùng? Một cái viên gạch bọc trong giấy báo để dưới lò sưởi chống chọi cả giá lạnh mùa đông. Giáo sư nói Bác Hồ bị điên, đúng không? Đã Bác Hồ mà, nếu mà Bác Hồ mà có được cái lò sưởi rồi á, thì mắc mớ gì Bác Hồ đem cái viên gạch bỏ dưới lò sưởi? Có phải không? Đã có lò sưởi rồi mà lại lấy viên gạch bỏ dưới lò sưởi, chẳng khác nào là giáo sư đang phỉ báng Bác Hồ là bị khùng. Một cái viên gạch bọc trong giấy báo để dưới lò sưởi chống chọi cả giá lạnh mùa đông, đúng không? Cho nên á, là giáo sư á, là phải đi học trò lại là Bác Hồ không có lò sưởi. Bác Hồ là đem cái gục gạch đó, Bác Hồ gỡ ké vô cái lò bánh mì, rồi sau đó chiều về Bác mới là cái lò bánh mì đó, Bác lấy cái viên gạch về. Đó là ta gỡ ké cái viên gạch vô trong cái lò bánh mì của người khác thôi, chứ Bác Hồ làm gì có lò sưởi. Ôi, giáo sư ăn nói tầm bậy tầm bạ, phải đi học trò lại đi. Đang nghèo khổ như vậy, bỗng nhiên lại có một nhà tư sản đến tìm Bác, mời Bác cộng tác, hứa trả lương rất cao. Đó là gì vậy? Ở đó nó thời Paris nó có một cái mốt chơi đồ gốm giả cổ Trung Quốc. Thế mà làm bình mẫu này, men gốm này, kích thước cao thấp to nhỏ, tròn hình dài thì Tây làm được hết. Đến cái công đoạn là viết chữ Hán mà lại chép thơ Đường, thơ Tống lên mặt bình gốm để đem nung và bán thành sản phẩm thì Tây chịu chết cơ mà. Tây làm sao viết được chữ Tàu, nó viết như nhảy múa vẽ tranh thế này này. Thế mà Bác đã nổi tiếng rồi. Họ mách là chỉ có anh Nguyễn ở ngõ hẻm Công Quăng ấy, anh ấy giỏi lắm, đến nhờ anh ấy giúp cho, trả lương cao cho anh thì anh giúp cho. Thế là ông tư sản này mừng quá, tìm bằng được Bác đến gặp, thuyết minh hết cái chương trình làm hàng nhái ra làm sao. Bác biết thơ làm giả chứ, Bác vui vẻ nhận lời. Trời ơi, giáo sư ăn nói kỳ cục không? Cái câu chuyện này là nghe là biết là giáo sư xạo, giáo sư bịa ra chứ không thể nào có được hết đó. Giáo sư cố tình bịa ra cái câu chuyện tầm bậy này để giáo sư phỉ báng Bác Hồ. Thấy không? Giáo sư nói rằng là Bác Hồ biết đây là làm hàng nhái, làm hàng giả, vậy mà Bác vui vẻ nhận lời. Chính miệng giáo sư nói ra, giờ các bạn nghe lại khúc này nè. Thế là ông tư sản này mừng quá, tìm bằng được Bác đến gặp, thuyết minh hết cái chương trình làm hàng nhái ra làm sao. Bác biết thơ làm giả chứ, Bác vui vẻ nhận lời. Đó, các bạn thấy chưa? Rõ ràng rằng là giáo sư nói rằng là Bác Hồ biết đây là một cái chương trình làm hàng nhái, làm hàng giả. Đó, đây là phạm pháp. Vậy mà Bác vui vẻ nhận lời, thấy chưa? Giáo sư đang phỉ báng Bác. Giáo sư nói Bác là một cái con người vô liêm sỉ. Giáo sư nói Bác là một cái con người lưu manh. À, chớp lấy thời cơ gạt bỏ lương tâm. Giáo sư nói Bác là cái con người không có lương tâm, không có lương tri, không đạo đức. Giáo sư đang phỉ báng Bác đó. Giáo sư đang sỉ nhục Bác đó. Trong khi Bác là gì? Bác là một cái người mà được ca ngợi. Vậy bây giờ giáo sư phỉ báng Bác là chớp lấy thời cơ gạt bỏ lương tâm, biết ta làm hàng giả, vậy mà vẫn vui vẻ nhận lời vì đồng tiền. Có phải giáo sư đang phỉ báng Bác không? Thế là ông tư sản này mừng quá, tìm bằng được Bác đến gặp, thuyết minh hết cái chương trình làm hàng nhái ra làm sao. Bác biết thơ làm giả chứ, Bác vui vẻ nhận lời. Nó đặt hàng cho Bác là viết thơ Đường, thơ Tống này, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị này, Bác nhận lời hết. Bác lóe lên trong đầu óc, đây là một cơ hội ngàn vàng không được bỏ lỡ. Bác có viết thơ Đường, thơ Tống đâu, Bác đánh lừa đâu mà nó có biết đâu. Cái câu chuyện này chắc chắn là giáo sư đang bịa ra để mà sỉ nhục Bác Hồ. Đó. Giáo sư nói rằng là Bác Hồ không có biết cái con mẹ gì về là thơ Đỗ Phủ, rồi là thơ Lý Bạch, là Bạch Cư Dị. Giáo sư đang nói là Bác Hồ không biết. Giáo sư ý giáo sư nói Bác Hồ dốt đó. Thấy không? Giáo sư là quá đáng lắm luôn á. Rồi dạ, giáo sư nói gì? Bỗng nhiên có một nhà tư sản nọ. Làm sao bỗng nhiên được? Nhà tư sản đó là ai, tên gì, nó phải rõ ràng. Thấy không? Giáo sư không nêu được tên của cái nhà tư sản đó, chứng tỏ là giáo sư bịa. Đang nghèo khổ như vậy, bỗng nhiên lại có một nhà tư sản đến tìm Bác, mời Bác cộng tác, hứa trả lương rất cao. Bây giờ mình kể một cái câu chuyện, thấy không? Thì mình phải nói rõ ràng là cái câu chuyện đó là nhân vật nào, tên gì. Chứ đâu tự nhiên mình nói một nhà tư sản nọ, mình nói vậy là mình nói bừa, mình nói ngang. Mình nói vậy là không ai tin mình hết. Giáo sư xạo, giáo sư cố tình, giáo sư phỉ báng Bác Hồ đó. Giáo sư nói là Bác Hồ ngu dốt đần độn, không có biết thơ của là Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, không có biết thơ của Lý Bạch.
À, mà là giáo sư nói bác Hồ là vẫn cứ nhận bừa là mình biết để mà giết mà chém gió. Bác có viết thơ Đường thơ Tống đâu, bác đánh lừa đâu mà nó có biết đâu. Ý là nhà giáo sư nói rằng là bác Hồ là một tên lưu manh, một tên côn đồ, một tên lừa đảo, một tên đại biệp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên trên Google, chúng ta search là thơ Đường của bác Hồ. Đây, thơ Đường. Nè, thơ Đường của bác Hồ nè. Đó. Tổng hợp những bài thơ hay nhất về bác Hồ kính yêu nè. Không? Giới thiệu bài thơ Tư Chiến Sĩ của bác Hồ nè. Hay nè, chúng ta vô ta coi nè, thơ những bài thơ Đường hay nhất nè của bác Hồ kính yêu nè. Quá trời luôn đây nè. Vậy mà bây giờ giáo sư nói là bác Hồ không có biết cái gì về là Lý Bạch, về là cái gì là Đỗ Phủ và Bạch Cư Dị, tức là giáo sư nói là bác Hồ không biết thơ Đường. Vậy không lẽ bây giờ cái thơ này của ai? Cái thơ này là đăng trên mạng đây nè. Nè, trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nè. Vậy thơ này của ai? Ý giáo sư nói là bác Hồ đạo văn đúng không? Ý giáo sư nói là bác Hồ ăn cắp thơ của người khác đúng không? Giáo sư phải xin lỗi nhân dân. Đó, giáo sư phải xin lỗi nhân dân vì cái hành động phỉ báng bác Hồ của giáo sư. Đây nè, đây nè, người ta nói rõ ràng nè, Ban Tuyên giáo nói rõ ràng nè là bác Hồ có làm nhiều thơ lắm nè. Đây nè, nè, dài thòn đây nè, nè, dài nữa nè, thấy không? Đó, quá trời luôn nè, bác Hồ làm quá trời thơ luôn nè nè. Đó. Rồi là ngoài ra là bác Hồ là Ban Tuyên giáo còn nói bác Hồ có cái tập gọi là Nhật ký trong tù, Ngục Trung Nhật ký nữa. Rồi, chữ Hán đó. Mà bây giờ giáo sư nói bác Hồ không biết thơ là thơ Đường, thơ Hán. Thế thì rõ ràng rằng là ý giáo sư là ám chỉ là bác Hồ là chôm cái gọi là Ngục Trung Nhật ký của người khác rồi giả bộ nhận vơ là của mình. Thấy không? Giáo sư ăn nói cho nó đàng hoàng nghe chưa? Bây giờ nè, bây giờ sẵn đây là mình sợt luôn. Đó, là Hồ Chí Minh. Đó. Rồi, có phải là tác giả Nhật ký trong tù, Ngục Trung Nhật ký đi. Đó. Tác giả Ngục Trung Nhật ký là ai? Đỗ Minh Thông, Hồ Chí Minh, không phải là, thấy không? Cái gì đây? Tùm lum là thông tin đây nè. Bây giờ rõ ràng rằng là giáo sư đó, là làm cho người ta hoang mang, làm cho người ta đi lên mạng người ta sợ. Kinh khủng chưa? Cũng tại giáo sư mà ra. Giáo sư là làm cho người ta lên trên mạng người ta sợ. Rồi người ta hoang mang. Thấy không? Đó. Bác lóe lên trong đầu óc, đây là một cơ hội ngàn vàng không được bỏ lỡ. Bác có viết thơ Đường thơ Tống đâu, bác đánh lừa đâu mà nó có biết đâu. Bác toàn viết khẩu hiệu được không? Tức là rất là liều chứ đúng không? Rất là mạo hiểm chứ. Toàn đà đảo đế quốc thực dân Pháp xâm lược. Viết lên viết xuống ngang dọc như là thơ Đường thơ Tống vậy. Đúng không? Nó khen rối rít cả, cảm ơn rối rít, trả rất nhiều tiền cho bác. Bác bảo thơ Đường thơ Tống đấy mà. Thế là nhận tiền xong bác phải chuyển chỗ ở ngay lập tức cơ. Bởi vậy mình chịu không nổi với giáo sư này luôn á. Giáo sư này là giáo sư bịa ra một cái câu chuyện để mà giáo sư phỉ báng bác. Giáo sư nói rằng là bác không biết cái con mẹ gì về là thơ Đường thơ Tống, viết toàn là khẩu hiệu để mà tuyên truyền cho cộng sản đó, ở ngay tại là nước Pháp tuyên truyền cho cộng sản. Đó, như vậy là sao? Lấy tiền của người ta rồi sao? Rồi không làm đúng cái yêu cầu của người ta, lừa gạt người ta. Đó, đây là một là đây không phải là giáo sư là tả bác Hồ. Bác Hồ không bao giờ như vậy được. Đây là giáo sư đang tả một thằng lưu manh, giáo sư đang tả một thằng súc vật, một thằng ăn trộm, một thằng ăn cướp, một cái thằng mà nó bá láp bá dơ, một cái thằng lừa đảo, một cái thằng đại biệp, lấy tiền người ta xong rồi gì, xong rồi á là người ta kêu giết thơ Đường thơ Tống.
đó, lại đi viết khẩu hiệu để mà tuyên truyền cho cộng sản. Giáo sư đang phỉ báng bác vừa thôi chứ. Đây là không phải là giáo sư tả bác, mà giáo sư tả một súc vật, một thằng khốn nạn. Rồi giáo sư giả bộ đây là bác, để giáo sư là cố tình ngụy biện, cố tình chửi bác đây nè. Quá đáng lắm rồi, giáo sư quá đáng. Giáo sư phải xin lỗi nhân dân, giáo sư phải xin lỗi bộ chính trị, trung ương đảng, phải xin lỗi ban tuyên giáo, phải viết bản kiểm điểm. Một người mà biết được 29 thứ tiếng, học rộng hiểu nhiều, không bao giờ đi làm cái chuyện mất dạy như vậy hết. Bác Hồ không thể nào làm cái chuyện xúc và cái chuyện mất dạy như vậy được hết. Đây là cái chuyện, đây là một cái hành động của một con chó, một cái hành động của cái loài khốn nạn nó làm. Chứ bác Hồ không bao giờ làm chuyện này. Bác Hồ mà làm gì tự nhiên đi lấy tiền người ta, lừa đảo người ta, phải không? Bác Hồ bao giờ làm gì, tôi không thể nào mà tôi tin được là bác Hồ có thể làm cái hành động khốn nạn như vậy được hết ra quá. Xong rồi ngay ngày hôm sau đi dọn chỗ ở, đây là một cái hành động của một cái thằng gọi là ăn giật xong rồi đi chạy trốn, bể nợ, chạy trốn. Một giáo sư phỉ bán vừa thôi chứ, bác Hồ làm gì kỳ cục vậy? Lúc bán ra thị trường này, những cái người biết chữ Hán đấy, nó đọc được, nó mách cảnh sát, mách chính phủ. Cái ông tư sản này suýt đi tù đấy các bạn, đúng không? Vì nó là cộng sản này. Giáo sư vừa phải thôi nha. Bây giờ là đây là lời cảnh cáo dành cho giáo sư. Giáo sư nói rằng là bác Hồ là đi lừa đảo nhà tư sản và đẩy cái nhà tư sản này xiết xiết là đi tù, xém đi tù. Cái ông tư sản này suýt đi tù đấy các bạn, đúng không? Vì nó là cộng sản này. Vì cái tội là cái nhà tư sản này là tuyên truyền cho cộng sản. Giáo sư ăn nói rất là tầm bậy. Giáo sư nói như vậy chẳng khác nào là giáo sư ám chỉ ở Pháp là người ta không có ưa cộng sản. Người ta coi cộng sản như chó, người ta coi cộng sản như là quỷ, là ghẻ chóc. Cái ông tư sản này suýt đi tù đấy các bạn, đúng không? Vì nó là cộng sản này. Để rồi bây giờ mà lòi ra cái ông tư sản này, ông tuyên truyền cho cộng sản, ông này ông suýt để đi tù. Trong khi cái cộng sản là người ta là đây là một cái chủ nghĩa, không, cái chủ nghĩa cộng sản là một cái chủ nghĩa là đưa con người ta đến thiên đường, phải không? Cái chủ nghĩa nó đưa người ta đến thiên đường như vậy mà giáo sư lại nói rằng ở Pháp người ta coi cộng sản như chó, người ta bắt cộng sản bỏ tù, người nào tuyên truyền cho cộng sản ở Pháp là sẽ bị bắt bỏ tù. Có phải là giáo sư đang ám chỉ rằng ở Pháp người ta không ưa cộng sản không? Giáo sư đang ám chỉ ở Pháp người ta coi cộng sản như là loài súc vật không? Cho nên là giáo sư cần phải coi lại cái hành động của giáo sư đi. Đó, bác Hồ của chúng ta không bao giờ làm cái hành động như vậy. Không bao giờ đẩy người khác đến cái con đường tù tội đâu. Đẩy một cái người là ăn tiền của cái người đại, một cái người là người giàu có, rồi đẩy người ta đến con đường tù tội. Rồi là âm thầm chạy trốn, đây không phải là bác Hồ, đây là một thằng súc vật nào đó mà giáo sư bịa ra, chứ không thể nào có được. Bây giờ giáo sư đưa chứng cứ ra đi, giáo sư đưa bằng chứng đây là bác Hồ đi. Bằng chứng đâu giáo sư nói đây là bác Hồ? Rồi nhà tư sản đó tên gì, bằng chứng đâu? Giáo sư phải đưa ra được tên người đó là tên gì, mà chưa chắc giáo sư đưa ra là giáo sư đã đọc đúng nữa. Thomas Jefferson mà giáo sư đọc là Joseph V. Samson. Rồi bây giờ là cái ông tư sản này ông tên gì, giáo sư đọc không được. Đưa bằng chứng ra đi. Vừa phải thôi chứ. Tự nhiên giáo sư nói ở Pháp là người ta kỳ thị cộng sản, trong khi cộng sản đưa mọi người đến thiên đường mà. Giáo sư vừa phải thôi nha. Với lại là giáo sư nói là cái ông tư sản này là bị cảnh sát bắt, xếp đi tù. Đã như vậy là ý giáo sư nói ở Pháp là người ta có ăn hối lộ, có lo lót. Bởi vì bị bắt rồi mà xém đi tù mà lại tại sao không đi? Mà cuối cùng là lượt thả ra. Xém đi tù mà xém có nghĩa là không có ở tù. Chứng tỏ là ý giáo sư nói ở Pháp là người ta có ăn hối lộ. Mà khi cái ông tư sản này ông bị bắt vô trong đồn cảnh sát, có nghĩa là nó phải có họ tên, có tên tuổi. Đó, có là chứng cứ, có giấy tờ sổ sách đàng hoàng. Vậy mà tại sao giáo sư không đưa cái tên của ông đó ra đi? Giáo sư bây giờ giáo yêu cầu, tôi yêu cầu giáo sư phải là đưa ra cái tên của ông tư sản đó là ông nào. Đó, cho nó rõ ràng. Chứ giáo sư không thể nào giáo sư bịa ra một câu chuyện như vậy để mà nói xấu bác Hồ được. Thế là tức quá, đến tìm bác để trách cứ thì tìm thế nào được, bác chuyển lâu rồi. Đây là một cái hợp đồng là giữa hai bên.
một người là có tiền đưa tiền, còn một người nhận tiền và phải viết thơ Bạch Cư Dị, thơ Đỗ Phủ, mà cuối cùng lại không viết, mà lại viết là tuyên truyền cho cộng sản. Thì như vậy đây là cái người, cái thằng súc vật mà nhân vật ở trong cái câu chuyện của giáo sư là một cái thằng không nạn, nó đã vi phạm hợp đồng, nó cần phải bị truy nã quốc tế. Nếu mà nó chạy trốn qua nước khác thì nó phải bị truy nã quốc tế. Phải không? Mà trong khi Bác Hồ đâu có bị truy nã quốc tế đâu. Cho nên là đây là không phải Bác Hồ. Đây giáo sư đang kể về một cái thằng súc vật chứ không phải kể về Bác Hồ. Thế ta mới hỏi bác là thưa bác cái chuyện này có đúng như vậy không? Bác bảo đúng như thế, hồi đó bác liều thật. Ta là ai? Tự nhiên cái là giáo sư nói là ta hỏi bác. Ta là ai? Ai hỏi? Ai hỏi bác? Giáo sư xạo vừa phải thôi. Thế ta mới hỏi bác là thưa bác cái chuyện này có đúng như vậy không? Bác bảo đúng như thế, hồi đó bác liều thật. Bây giờ giáo sư kể người nào giáo sư phải đưa tên tuổi của họ ra. Chứ không phải tự nhiên cái ta hỏi ta là ai? Ai hỏi bác? Rồi bác trả lời đúng như thế. Giáo sư xạo dừa thôi. Trong khi hình ảnh của Bác Hồ là một cái người mà được ban tuyên giáo xây dựng. Hình ảnh của Bác Hồ được là Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, ban tuyên giáo xây dựng hình ảnh của Bác Hồ là một người yêu nước thương dân. Một người sống giản dị, không vợ không con. Đó là ban tuyên giáo người ta xây dựng hình ảnh bác như vậy. Trong khi bây giờ giáo sư nói bác là tham lam. Tham tiền, thấy tiền là mờ mắt, thấy tiền là chớp lấy thời cơ gạt bỏ lương tâm, bất chấp thủ đoạn, bất chấp là coi như người là đẩy đưa người khác vào cái dòng lao lý tù tội, làm hàng nhái hàng giả. Giáo sư phỉ báng bác vừa thôi chứ, bác đâu phải là người như vậy. Ban tiên giáo xây dựng hình ảnh bác không phải là người như vậy. Mà đây giáo sư đang nói ngược lại với những gì ban tiên giáo nói. Chứng tỏ là giáo sư chẳng những chửi Bác Hồ mà giáo sư còn chửi luôn cả ban tuyên giáo. Giáo sư bôi trò trét trấu vào ban tuyên giáo, bôi trò trét trấu vào là Trung ương Đảng. Cho nên giáo sư cần phải làm kiểm điểm, phải phê bình. Đó, giáo sư phải tự phê bình. Đó, thậm chí là giáo sư phải sinh ra khỏi đảng đi. Giáo sư không có xứng đáng là cái người của đảng. Bởi vì giáo sư đang phỉ báng đảng rồi đó. Bác nghĩ là mạo hiểm lắm, nhưng mà đây là cơ hội quý không thể bỏ lỡ được. Nhưng bác đã chọn ngay chỗ ở khác, bác chuồn rồi. 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 Cho nên bây giờ tôi đề nghị cái đồng chí giáo sư Hoàng Chí Bảo đầu hai thứ tóc đó, giáo sư cần phải nghiêm túc là nhận lỗi và khắc phục hậu quả. Đó, phải làm một cái livestream, phải làm một cái video để mà đính chính về cái vấn đề này. Là giáo sư là đã bịa ra một cái câu chuyện của cái thằng nào đâu đó, rồi gán cái người này là cho Bác Hồ, một cái tên xấu xa đại biệt gán cho Bác Hồ. Làm như vậy thì còn ai tin vào ban tuyên giáo nữa? Làm như vậy là còn ai tin vào Trung ương Đảng nữa? Rồi người ta lại nghi ngờ những cái gì mà ban tuyên giáo đã từng nói. Ban tuyên giáo đã từng nói rằng là có một anh hùng tên là Lê Văn Tám. Rồi, như một ngọn đuốc chạy mấy trăm mét, gần cả cây số, trong khi người là bốc quả, cháy phừng phừng. Ban tuyên giáo đã nói như vậy. Mà bây giờ giáo sư đưa ra câu chuyện này, đó, chẳng khác nào là giáo sư kêu người ta đừng tin vào là ban tuyên giáo nữa. Rồi liệu là người ta nghi ngờ, người ta lên trên mạng, người ta sợt những cái sự thật về ban tuyên giáo, sự thật về anh hùng Lê Văn Tám. Đó, có phải là giáo sư đang cố tình gài hàng không? Đó, giáo sư đang cố tình gài người ta lên mạng để mà sợt về sự thật về anh hùng Võ Thị Sáu, sự thật về là anh hùng là Phan Đình Giót, sự thật về là anh hùng Tô Vĩnh Diện. Thấy không? Đây là những cái câu chuyện mà ban tuyên giáo đưa ra. Giáo sư đang đi ngược lại với lại đường lối của ban tuyên giáo. Mình rất là không đồng ý với cái đồng chí giáo sư này. Cho nên đề nghị là đồng chí giáo sư là phải nghiêm túc, là khắc phục hậu quả.